Trước khi vào video thì mong anh em bỏ ra 10 giây để like và đăng ký. Đó sẽ là động lực để tôi ra video. Ok, hello anh em. Video này tôi sẽ nhập 5 cái code trong update mới của game Anime Sweet. Và đó là tất cả các code trong update mới của game. Anh em nào nhập code không kịp thì kéo xuống phần mô tả để xem ha. Còn bây giờ thì hẹn anh em ở video tiếp theo.